em hơi thắc mắc chút xíu là ngày xưa là anh làm bác sĩ, nhưng mà khi mà anh bỏ qua, anh bỏ hết tất cả để mình đi làm họa sĩ, anh có tiếc hay không hay là anh biết là anh sẽ thành công? Ai cũng nói làm gì làm, đừng làm họa sĩ. Ai cũng sợ cái ngành nghề đó rất là nghèo. Nhưng mà anh đã được may là làm bác sĩ trước rồi, là anh có rất là nhiều cái knowledge, rất là thông, như nó bằng cấp cao này kia rồi. Thì anh cũng có may là có cái con đường đó sẵn rồi. Anh thấy anh là một người trên đời rất là may mắn. Tại vì gia đình anh đó, là bố mẹ anh lúc mà qua đây 1975 đó thì không có cái gì hết trơn á. Ba anh á thì là học nghề luật sư, còn má của anh là kiến trúc sư, làm rất là giỏi mà làm cực lắm, mà muốn cho anh học thành tài, thành công, thành tài, mà tất cả làm đó là để tiền cho anh đi học hết. Mà sau khi anh học đó, anh nghi là có thể là bố mẹ của anh sẽ buồn, nhưng mà bố mẹ anh là muốn cho anh cuộc đời của anh là vui vẻ, mà sống cái cách của anh mà cho thành công đó, thì lúc đó là bố mẹ là mừng rồi. Anh mới cái đó là anh thấy là rất là hên. Anh không có hối hận lúc mà bỏ cái nghề của anh cho đến học lâu quá mà đến làm họa sĩ, tại vì anh biết họa sĩ y hệt như là cái nghề tài tử, 1 triệu người có thể 1 người thể thành công. Anh biết cái đó là rất là khó. Cái đó tại vì anh, cái đam mê của anh cái mơ, cái ước của anh muốn làm cái cách này, nhưng mà không biết là sẽ thành công không. Tại vì lúc mà anh làm bác sĩ xong á, anh muốn giúp đỡ cho mấy người mà cần mổ, bị tai nạn, hay là mấy bé bị sanh ra cần mổ cái tay chân hay có bị mà tai nạn nặng đó, thì anh muốn giúp đỡ cho người. Mà lúc anh bỏ đó, anh hơi hồi hộp. Nhưng mà bây giờ anh hên đó, tại vì anh thành công, anh cố gắng làm sao cho thành công. Mà bây giờ anh suy nghĩ lại đó, tại vì anh thành công á, anh dùng cái thành công của anh cho giúp đỡ cho mấy người mà không có hên như anh. Mà hồi đó nếu anh là bác sĩ đó, thì anh có giúp đỡ có thể 1 ngày 2 người 3 người mổ, như 1 năm đi cho khoảng mấy trăm người. Nhưng mà bây giờ đó, tại vì cái tên của anh với cái buôn bán của anh đó rất là tốt, anh được giúp đỡ mấy ngàn người 1 năm, thì cái đó thì anh không có hối hận. Tại vì cái đó anh thấy là anh rất là may mắn được giúp đỡ cho mấy người trên đời cần, và anh được làm cái đam mê của anh thành thiệt. Cái đó là anh thấy là rất là may mắn trời tặng cho anh. Anh là người rất là dễ, anh không phải là muốn làm bác sĩ tại vì muốn giàu, hay là muốn làm họa sĩ, hay là cho muốn nổi tiếng hay là tiền. Anh muốn làm cái này tại vì cái này là cái mê của anh. Mà cái hên của anh đó là cái mê của anh nó thành công mà được giúp đỡ cho người trên đời, nên cái đó là không có bao giờ mà anh tin tưởng nó sẽ thành như vậy. Tại cái này thực sự luôn là anh, giống như anh đã biết cái đam mê của anh từ hồi trẻ là thích làm họa sĩ, thích làm artist, nhưng mà vì có hiếu với cha với mẹ cho nên đi học ngành bác sĩ. Học bác sĩ đâu phải là ít đâu, cũng 10 mấy năm trời mà anh học ra rồi. Anh thấy là trời thương anh, với lại gì anh là hiểu, nhưng mà anh không có bỏ cuộc, anh học có bằng luôn, rồi anh cũng làm mấy năm trời luôn ha. Đúng, lúc anh học xong đó thì anh bỏ, nhưng mà lúc anh bỏ đó, nếu cái họa sĩ của anh không có thành công đó, thì lúc nào anh cũng trở lại được hết. Nhưng mà anh rất là cố gắng làm cho nó thành công, tại vì anh biết cái này, cái nghề của anh làm đó rất là khó. Anh hên nó tại vì trời, có thể là mình sanh ra có biết cái cách buôn bán. Cái hên của anh đó là anh nghĩ là tại vì bố mẹ của anh đó là 2 người rất là thông minh mà cũng là người buôn bán. Cái máu. Cái trong cái gen, trong cái máu của anh. Tại vì hồi đó đó, ba của anh là người luật sư, má của anh là kiến trúc sư. Nhưng mà bố mẹ của anh đã mở tiệm buôn bán ra làm phòng trung tâm dịch vụ. Mà mở mấy tiệm quần áo nữa. Hồi đó, ở bên Mỹ. Mà lúc đó anh còn nhỏ, anh không có hiểu là hay quá vậy, cái đó là cái gì. Bởi vì ba má anh thì lúc mà đang học á, cũng kéo anh vô tiệm nói là
phải học cái này, mà bác anh phải nói tiếng Việt Nam nè, bác anh học tiếng Pháp nè, bác anh học tiếng Mỹ nè, tại vì vậy anh nói 4 tiếng được hết. Và bây giờ đang học tiếng tiếng Tàu. That's good. That tại, vì, tại vì anh mỗi năm anh đi tới thế giới hết, anh làm biểu diễn cho phòng triển lãm trên thế giới hết. Mỗi năm anh đi 4-5 chỗ trên thế giới làm mấy cái chỗ này, anh phải biết mấy cái tiếng đó, bởi vì anh đi bên Thượng Hải rất là nhiều. Anh đang học tiếng Mandarin. Tiếng Tàu bây giờ. Nó không, anh, ba mẹ anh em thật sự là rất là thông minh, rất là giỏi, mà em cũng chắc cũng phải dạy con em. Nên học, mà quý vị có thấy không, thật sự là cái này là, nhưng mà phải nói là không phải ai muốn học cũng được hay là ai cũng chịu học, mà phải do mình, là mình có chịu khó hay không. Với lại mình phải cũng có một cái mà patience, một cái mà nhẫn nại để mình học, chứ không phải là học tiếng mấy tiếng khác nó đã học, nhiều người học tiếng Mỹ đã khó rồi, anh học tiếng Pháp, tiếng Mễ, bây giờ còn học tiếng Tàu nữa. Cái anh nói đó là đúng, tại vì mình muốn cái gì trên đời đó thì mình phải phải làm nhưng mà mình cố gắng. Có thể là trong cái cuộc thời gian đó, lúc mà mình muốn cái nghề đó hay muốn cái mê của mình đó, có thể là mình không có thành công, nhưng mà lúc đó đó mình sẽ rất là buồn, rất là hồi hộp. How do you say recommend? Khuyến khích là suggest. Suggest là họa sĩ hay là tất cả các người trên đời, là mình muốn cái gì đó, mình phải prepare, mình phải chấp nhận là sẽ không có thành công trước. Cũng như là mình té xuống đi. Cho mình té, lúc mình té xuống mình đau. Lúc mình đau mình hiểu là không có được té như vậy nữa thì mình đau quá đi. Cái nghề của anh cũng vậy nữa. Không phải là anh rất là may mắn, nhưng mà mấy chục năm cũng không phải là anh muốn nói là cái gì cũng phải dễ. Cái nghề này rất là khó, mà anh cũng bị té mấy lần. Cái sẵn đây anh có chuyện gì mà kể cho quý vị. Tại nhiều khi quý vị không biết, cứ nghĩ là anh là may mắn, là từ bác sĩ rồi đi con đường của họa sĩ thì có tiền sẵn rồi thì dễ dàng hơn. Nhưng mà không biết, thật sự cũng có nhiều người như em, Việt Nam mình hay là người Á Châu của mình đó, rất đam mê ngành nghề làm họa sĩ, ca sĩ. Nhưng mà phải vì có hiếu cha mẹ, vì gia đình thì mình đi học nghề bác sĩ. Có những người họ không có thích, họ phải đi tới con đường mà tự tử, to kill himself. Đúng rồi, stress. Đúng rồi. Thì có những cái mà vì cha mẹ, gia đình đó, họ không có gì vui hết á. Nhiều người họ sợ máu, nhưng mà vì gia đình họ vẫn đi học bác sĩ thì có rất là khó khăn cho họ. Rồi sẵn đây anh có, nhưng mà trước khi anh khuyến khích cho gia đình, hay là anh có mấy cái stories gì mà kể cho quý vị nghe, là cái con đường mà anh từ bác sĩ mà đi qua họa sĩ nó đâu có phải là dễ đâu. Không, cái đó anh muốn kể một chuyện này. Cái chuyện này thì anh ít nói lắm. Tại vì cái này nó rất là cũng khó, cũng hơi buồn. Nhưng mà anh làm thiện nhiều đó, tại vì experience này, kinh nghiệm này đó, là lúc anh bỏ cái nghề bác sĩ của anh đó, thì bố mẹ của anh muốn anh support, anh muốn làm cái gì làm. Nhưng mà anh cũng là một người cũng lúc đó còn coi trẻ, cũng tự ái chút xíu, không có muốn ai mà giúp đỡ mình, mà không có muốn bố mẹ mình buồn, tại vì anh biết là bố mẹ của anh rất là muốn anh là thành công. Sau khi đó anh dọn ra nhà, mà bố mẹ lúc nào cũng muốn giúp đỡ, nhưng mà anh nói không, anh muốn làm mọi này một mình. Anh lúc đó là trong túi không có một đồng nữa. Mà làm một cái tiệm, lúc đó làm thời gian đó làm rất là khó, làm mấy cái tiệm mà lúc mà mình đã được bằng cấp rồi mà làm cái tiệm trả tiền còn hơn mấy người học trò nữa. Tại vì anh đúng rồi. Mà lúc đó thì anh ở trong xe của anh. Anh ở trong xe anh khoảng có thể 2 năm đó. Không có chỗ ở. Mà lúc anh đi tắm rửa đó thì nhà của anh thì có, của ba má thì lúc nào cũng muốn giúp đỡ, cũng gọi anh, nhưng mà anh không có muốn nói cho ba mẹ anh là anh khổ. Tại vì cái này là cái đam mê của anh muốn làm cho thành công. Bởi vậy anh ở trong xe của anh khoảng 2 năm. Anh mở tiệm, mà cái gì anh làm tiền là anh để vô hết. Mà lúc đó thì anh gặp nhiều người ở, cũng như là mồ côi hay là mấy người ngoài đường, hay là lúc mà anh đi mấy cái chỗ mà rất là khó khăn người ta ở đó, anh mới hiểu cái cơ hội của người ta làm sao. Anh thấy rất là hiểu, cảm động lắm. Anh suy nghĩ là nếu một ngày đó anh thành công đó, là anh sẽ làm sao cho giúp đỡ mấy người này cho không có khổ như vậy. Anh
hồi đó nó ngó như vậy đó, là lúc nào anh cũng trở lại cho cuộc đời bình thường ở với bố mẹ mà thành công. Nhưng mà mấy người này đó, anh ngó không có gia đình, không có bố mẹ mồ côi, hay là không có tài sản, hay là không có nhà, rất là khổ, mà làm cái gì cũng không có thành công được, tại vì lúc đó mà là mình mất hết rồi. Yeah. Lúc anh ngó như vậy đó, cái bài học của anh thấy kinh nghiệm. Mà sau khi đó anh không có bao giờ mà quên cái đó hết. Uh-huh. Bởi vậy lúc mà anh càng thành công á, thì anh cũng lúc nào cũng để một mớ phần trăm cho giúp đỡ mấy người how do you say less fortunate, mấy người không được may mắn như anh.